những cái giây phút đầu tiên khi mà mình bước vào chương trình thì mình cũng vẫn hơi bỡ ngỡ một chút, tại vì cũng rất là lâu rồi Subin mới tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Ngược lại thì mình cũng rất là thích tham gia những cái chương trình nào mà nó liên quan đến cái sở trường của mình, đó là âm nhạc. Tại vì nói thẳng ra là mình cũng ít tham gia game show, bởi vì mình không có giỏi về mình cũng không có quá nhiều về khiếu hài hước, cũng như là cũng không quá giỏi về ăn nói, nên là mình cũng rất là kén chọn trong việc là chơi game show, tại vì mình chỉ có một thế mạnh là về âm nhạc thôi. Thì đây là một cái chương trình mà mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với cả cái tiêu chí của mình. Thế nhưng mà khi mà vào những cái giây phút đầu tiên thì mình cũng chưa có định hình được là cái mục đích mà mình tham gia chương trình này là gì. Chỉ sau khi mà sau cái đêm concert đầu tiên thì Subin mới nghĩ được là mình tham gia vì cái điều gì. Cái concert đầu tiên thì Subin mới chỉ nghĩ là nó là những cái gì mà nó chưa phải là tất cả những gì mình có, và nó cũng như là một cái buổi trình diễn. Và sau mình bước vào chương trình này, nó không giống như, mình không biết những anh tài khác như thế nào và những người khác như thế nào. Mình vào đây không phải để thi, mình vào đây để mình được trình diễn. Thì cứ mỗi một công diễn mà mình được tham gia và mình còn được ở trong chương trình thì nó là một cái buổi trình diễn của mình và của những đồng đội của mình nữa. Mình muốn giữ cái tâm lý đấy để nó không bị quá căng thẳng, cũng như là mình muốn làm nhạc một cách hồn nhiên nhất và nó tự do nhất. Thì Subin nghĩ như thế thì nó mới ra được những cái tác phẩm hay và những cái màn trình diễn lưu lại được nhiều dấu ấn. Với cái phần trình diễn đầu tiên mà được mọi người yêu thích như thế thì nó vừa là một cái niềm vui và nó cũng vừa là một cái áp lực. Áp lực bởi vì mình sẽ phải làm liên tục với một cái tần, mình phải làm một cái tần suất rất là nhiều, nhưng mà tiết mục nào mình cũng phải đầu tư và cũng phải mang đến những sự chất lượng ấy. Bởi vì nếu như mà chỉ cần một cái công diễn nào đó mà mình cảm giác mình bị hụt hơi và mình đuối hơn thì khán giả họ sẽ nhận ra, và có lẽ là mình sẽ không được nhiều những cái sự khen ngợi, cũng như là nhiều những cái sự không được đạt được những cái kỳ vọng của khán giả dành cho mình nhiều nữa. Thì đấy là những cái mà mình lo sợ. Nó cũng là một, nó vừa là cái khó, nhưng mà cái khó nó mới là cái khôn. Mình biết là chương trình đưa ra những rất là nhiều những cái khó khăn và thử thách, thì đó chính là cái mục đích chính của chương trình, đó là trông gai ấy. Thì nếu như mà mình làm tốt những cái thứ đó, mình vượt qua được thì mình mới chứng tỏ được bản lĩnh của một người đàn ông. Subin rất là biết cân bằng bản thân mình ở rất là nhiều những cái thời điểm. Ví dụ như bạn nói là về nếu như mà có những anh tài không chuyên về hát ấy, thì mình rất muốn là mình là người đứng sau support cho họ. Mình cũng không có phải là quá thèm muốn cái việc là giành giật spotlight ở đây cả. Mình rất là muốn, vì đây là một cái chương trình đề cao cái việc là làm việc nhóm nữa, nên là mình cũng phải thay đổi về mindset của mình rất nhiều, từ việc là mình đi quá quen với việc đi diễn solo rồi, và bây giờ phải ở trong một nhóm nhạc và mình phải phân chia câu cú rồi những cái sự tỏa sáng cho riêng mỗi người, thì mình cũng rất là thoải mái về việc đấy, và mình rất là thích cái cảm giác được support, hỗ trợ những người mà mình cùng nhóm. Cũng một phần lý do là vì khi mà vào chương trình này thì Subin có được quen và được nói chuyện với rất là nhiều những người mà mình chưa được nói chuyện bao giờ, và những cái anh em làm trong nghề nhiều năm nhưng mà mình cũng chỉ có xem họ trên màn ảnh nhỏ thôi, chứ mình cũng chưa có cơ hội được làm việc chung hay là nói chuyện. Thì mình cũng không có muốn là lúc nào mình cũng phải là tỏa sáng, mình lúc nào mình phải đứng nhất, mình cũng phải kiểu những thứ. Mình chỉ muốn khán giả lưu giữ mình là một Subin tài năng, vậy là đủ với mình. Còn lại là mình vẫn sẽ muốn hỗ trợ cho tất cả các anh tài khác nếu trong sức của mình. Mình thì vì mình solo nhiều quá nên mình cũng không rõ về những cái vị trí ở trong group đâu. Nhưng mà sẽ có một vị trí mà mình sẽ không bao giờ mình muốn đảm nhận, đó chính là vị trí leader.
tại vì mình cũng không biết nữa, chỉ vì là mình cảm thấy mình không phù hợp thôi, mình cảm thấy mình không phù hợp với vị trí leader đấy. Tức là mình có thể dẫn dắt mọi người, mình có thể truyền cảm hứng cho mọi người, mình có thể đưa ra những cái ý kiến và idea, nhưng mà mình cũng biết thế mạnh của mình ở đâu và cái điểm yếu của mình ở đâu, nên là mình cũng có một vị trí chắc chắn là mình sẽ không nhận, đó chính là leader. Bởi vì xét trên mọi khía cạnh thì mình vẫn thích được tự do hơn, nên là chắc là nếu mà để được chọn một vị trí mà mình nghĩ là hợp phù hợp trong nhóm thì chắc là vô cố. Yeah, mình nghĩ vậy. Thế nếu mà để chọn một người, một trong 32 phải còn lại làm leader cho nhóm của mình, thì anh sẽ thích anh tài nào làm leader? Trời, quá nhiều anh tài. Top 5 anh tài mà mình nghĩ leader là chắc là Jun Phạ. Anh Bằng Kiều. ST Sơn Thạch. Hiện tại thì mình mới chỉ nghĩ ra ba cái tên đấy thôi. Tại vì đấy đều là những người rất thông minh. Rất thông minh. Có thể là họ không hoàn hảo, nhưng mà mình nhìn họ có tố chất của một người leader. Họ rất là thông minh và có nhiều cái tình huống xảy ra mà họ có thể biến chuyển được theo từng tình huống, bình tĩnh xử lý tất cả mọi thứ và luôn luôn có nhiều idea. Lúc mà chọn bài solo thì mình cũng thay đổi bài hát này cũng khoảng tầm 3-4 lần. Mình cũng có rất là nhiều sự lựa chọn để mà chọn cho cái bài solo. Bởi vì giá như lúc đầu cũng có ở trong cái list bài mà mình chọn, nhưng mà tại vì khi mà anh Slimy đặt nó ở trong ba cái bài còn lại của ba người còn lại thì nó lại bị khác màu nhiều quá. Tại vì nhóm Năm Thần Rực Lửa thì cũng đang cái chủ trương và cái chủ đề cũng mong muốn là mang đến một cái màu sắc điện tử và sôi động đến cho chương trình. Nhưng mà mình thì lại thiên về những cái gì cảm xúc và vocal. Mình cũng có thể thể hiện được những bài sôi động. Mình cũng đã từng nghĩ là, mình cũng có nói với anh Vịnh là mình sẽ đưa Blackjack vào, hoặc là mình có thể đưa Blackjack hoặc là sometime là Daydream đấy, kiểu vậy. Thì mình cũng có mình chọn Blackjack, Daydream và Giá Như. Xong cuối cùng là hai anh em cũng có bản tính với nhau, chọn mãi chọn tới chọn lui thì cuối cùng là vẫn chốt là Giá Như. Và nhưng mà Giá Như này thì sẽ phải thay đổi một chút về cấu trúc cũng như là cái cách sắp xếp và cách thể hiện để làm sao nó khác cái bản gốc đi một chút, và nó có sự cao trào ở đây để có thể FA được khán giả. Thì về làm những đoạn FA đấy thì mình hoàn toàn tin tưởng anh Vịnh, tại vì anh ấy là một người rất là giỏi về cái tầm nhìn ấy, và cái tầm nhìn trong âm nhạc, và cái tính dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Anh ấy biết được là, anh ấy hiểu được là nếu như bây giờ mình làm như thế này, bài hát này đứng thứ hai thì xếp thứ hai hát thì khán giả sẽ dẫn dắt khán giả, cái cảm xúc của khán giả như thế nào. Đó thì hai anh em cũng có bản tính với nhau để ra được một cái sườn, với cả lại một với cả có một cái điểm nữa, đó chính là bài hát nó không được quá 2 phút. Cũng là một cái khó, mình phải cắt ghét làm sao để vừa thể hiện được một cái bài nó trọn vẹn mà nó vẫn có lên có xuống, có lên có xuống để khán giả cảm thấy yêu thích. Thì mình thường làm một tác phẩm để đi thi thì nó sẽ phải như vậy. Nó khá là khác so với cả mình làm nhạc official, nhạc single, nhạc đi thi thì nó cũng phải có những điểm nhấn nhất định và nó phải gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Thì đấy là cái suy nghĩ của mình khi mà mình nói chuyện với anh Vịnh để mà đi thi ấy. Thì cái đoạn violon là mình là người nghĩ ra, và phần phối các thứ, và mình cũng có brainstorm với anh Vịnh là mình muốn như này, mình muốn như này. Thì mình chỉ cần nói cái ý tưởng của mình thôi thì anh Vịnh hoàn toàn là chuyển hóa nó thành nhạc. Là
mình nghe cái bản demo trước khi thi thì nó đã quá tuyệt vời, nên là sau đấy là mình sẽ chỉ việc tập nhảy theo cái đoạn đấy thôi. Cái phần thi đầu tiên giá như đấy, nó như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, mọi thứ nó đến với mình như một cái duyên, và nó rất là, mình cũng rất là may mắn khi mình gặp được những cái người mà rất là giỏi, toàn là những người giỏi và giúp sức cho mình ở trong cái phần trình diễn đấy. Kiểu kể đến như từ lúc mà làm nhạc thì là anh Vịnh, rồi là lúc mà mình nghĩ ra một đoạn, mình nghĩ là đoạn này nên là phải có violon thì là có thầy Thiện Minh, là mình nghĩ là siêu đỉnh về violon của Việt Nam rồi. Kéo để kéo được những cái đoạn như thế là chỉ có thầy Thiện Minh mới có thể kéo được thôi. Và sau đấy là khi mà dàn dựng xong, đến cái lúc mà ra sân khấu thì cái người mà dựng nên cái đoạn cái sân khấu cát đấy thì là đạo diễn Đinh Hoàng Anh Tư. Mình thì mình hoàn toàn là mình chưa có ý tưởng gì về cái đấy cả. Thì khi mà được chú Thư kiểu brainstorm về cái sân khấu thì mình kiểu há hốc mồm, mà mình lúc mà kiểu là chỉ bàn online thôi ấy, là chưa biết ra sân khấu ra sao ấy, mình cũng ngờ ngợ kiểu liệu nó có đơn giản quá hay không, kiểu chỉ có cát rơi xuống ấy, liệu nó có đơn giản quá hay không. Tại mình thấy là mọi người khi mà cái màn xuất hiện nó cũng phải đầu tư và hành tráng lắm hay như nào đấy thì mình cũng hơi lo. Nhưng mà đến khi mà ra tập và khi mà rehearsal thì cát nó đổ xuống thì mình cũng có hỏi rất nhiều người ở dưới sân khấu, hỏi trợ lý, hỏi bạn bè, hỏi rất là nhiều người là cái đoạn này nó có ổn không, nó có đẹp không. Thì mọi người bảo là đẹp và mọi người cứ yên tâm đi rồi các thứ ấy nọ. Thì về cái phần dàn dựng là mình hoàn toàn tin tưởng ở chú Thư, nên mình chỉ việc tập trung vào phần hát và trình diễn thôi, nhảy thôi. Còn lại là về sân khấu, ánh sáng, tất cả mọi thứ thì đã có team của chú Thư lo. Và khi mà về mình còn chưa được xem cái đoạn đấy, khi mà mình trình diễn xong mình còn chưa được xem ngay, so mình chỉ được mọi người biết là mọi người khen là đoạn đó như là đẹp thôi. Cho đến lúc mà chương trình lên sóng tập 1 thì lúc đấy thì so mình mới được xem tận mắt cái phần trình diễn của mình một cách gọi là trọn vẹn, thì mình cũng chỉ biết thốt lên là wow. Mình cũng không mong muốn gì hơn một cái sân khấu nó tuyệt vời hơn như thế nữa. Nó là quá sướng và nó thực sự là phải dùng một từ là từ thăng hoa ấy. Ở cuộc đời nghệ sĩ thì mình nghĩ chắc đối với tất cả mọi người thì cái từ thăng hoa đấy nó sẽ xuất hiện rất là ý hiếm ấy. Nó thường thường nó vào những cái lúc mà concert hay là live show, hoặc là những cái khoảnh khắc nó đặc biệt ở trong cái buổi trình diễn của một người nghệ sĩ. Thì mình rất là may mắn mình có hai cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất là sung sướng khi mà mình được trình diễn, mà mình cảm giác mình quên bản thân mình đang diễn cái gì luôn. Đó là Cosmic, và cái sân khấu Cosmic và tiết mục Giá Như trong chương trình Anh Trai vừa rồi. Thì nó là một cái dấu ấn trong cái sự nghiệp của mình. Mình rất là tâm đắc với cả cái tiết mục đấy. Bây giờ cái tâm lý mình tham gia chương trình nó khác với thời Ngôi Sao Việt và The Remix ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa thời The Remix và Ngôi Sao Việt mình đi thi để mình tìm kiếm cơ hội và mình khẳng định bản thân, và nó có rất là nhiều cái từ để chỉ cho cái mục đích của mình lúc đấy. Mình muốn nổi tiếng nữa thực sự đó, và đấy là ba cái những cái mục đích mà kiểu để cho mọi người biết Subin là ai nữa. Còn bây giờ thì mình đi thi thì nó là kiểu mọi người cũng nhiều người cũng biết Subin rồi. Mình cũng không, qua những cái sản phẩm âm nhạc của mình thì mọi người cũng biết về khả năng của mình, về cái những cái năng khiếu của mình, chơi đàn rồi hát nhảy nhót các thứ mọi người cũng biết hết rồi. Nên là mình vào đây mình mới bị kiểu phân vân là không biết là mình có cái gì để mà mình cho khán giả xem nữa. Nhưng mà khi mà bạn hỏi là kiểu sau công một thì mình có bị tham lam khi mà mình muốn chiến đấu hay là muốn như nào không, thì mình cũng vẫn trả lời là mình rất là bình tĩnh vào lúc này. Mình tham gia chương trình với một tâm thế rất thoải mái, và mình muốn để cái sự thoải mái này nó theo mình mãi trong chương trình này, bởi vì mình không muốn ăn thua. Biết là ăn thua nó sẽ cho mình một cái sự gọi là quyết liệt hơn trong từng vòng thi, nhưng mà với mình thì mình đang muốn có một cái trạng thái thả lỏng để từng công diễn mình enjoy với nó nhiều hơn. Mình muốn sống ở trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với một cái sự thăng hoa như cái lần Giá Như vừa rồi. Là mình không có nghĩ đến chuyện thi
thi cử hơn thua, thắng ai thua ai hay như nào đấy, mà mình muốn là mình thuộc về cái sân khấu này, mình lên sân khấu là mình thuộc về nó, mà khán giả nhớ đến mình nhiều hơn ở qua cái phần trình diễn đấy, thì đấy mới là cái point quan trọng để mà mình tham gia chương trình này. Còn việc thắng thua hay mình bị loại sớm hay loại muộn nó không quá quan trọng với mình. Để mà nói thì từ khoảng 2016 đến 2020 thì mình đạt quá nhiều những danh hiệu lớn nhỏ rồi ấy. Chỉ là những cái danh hiệu thì có đủ để cho mọi người nhớ đến nó hay không, để nhớ đến, và mình nghĩ là cũng một phần cái tên Subin mọi người được biết đến bây giờ thì cũng là những cái mà mình đã làm trong suốt gần chục năm qua ấy. Và những cái thành tựu, những cái cố gắng và những cái sản phẩm của mình nó vẫn nằm ở đấy. Những người biết và những người respect về những gì mà mình làm thì họ vẫn luôn luôn nghĩ là mình sẽ ở luôn luôn ở một cái vị thế nào đấy. Còn sẽ có những người, người ta cảm thấy là có thể là lâu lâu mình không có bài hit, hay là lâu lâu mình không có hoạt động gì quá sôi nổi, hay là như thế nào đấy, thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy một cái dấu hỏi rất là lớn ở mình. Thì mình biết cái điều đấy. Thế nhưng mà với Subin thì cái chuyện về sự nghiệp và âm nhạc nó thực sự nó phải tức là cái chuyện mình kiếm được tiền và mình nuôi sống được bản thân mình nó là một chuyện, nhưng mà cái sự nghiệp đấy mình có cảm thấy happy về nó hay không ấy, thì thực sự là ở khoảng thời gian này mình đang cảm thấy khá là mãn nguyện vì những cái gì mình cống hiến trong suốt những năm vừa qua. Mình không cảm thấy là mình cảm thấy thiếu một cái gì ấy. Chỉ có điều là khán giả có nhìn thấy điều đấy và họ có công nhận cái điều đấy hay không thôi. Và tất nhiên là mỗi một thời nó sẽ có cái sự thay đổi rất là nhiều về cái quan điểm của mỗi người về như thế nào là một nghệ sĩ thành công. Thì mình đã từng rất là thành công rồi, và hiện tại bây giờ thì mình vẫn đang trên cái đà để mình kiểu mình làm những cái thứ mình yêu thích. Đấy là một cái quá là sướng đối với một người nghệ sĩ. Mình không bị bận tâm hay là bị phiền muộn quá nhiều về việc là mình phải làm nào để mình hot lại, hay là mình làm nào để đánh bóng tên tuổi, hay là mình phải tạo scandal để mình nổi tiếng hơn hay như nào. Mình nghĩ tùy mỗi người nghệ sĩ sẽ có một cái cách mà họ hoạt động nghệ thuật cách khác nhau ấy. Mình muốn là mình được làm nhạc và sẽ có một bài hát nào đó sẽ chạm đến khán giả, ví dụ như tháng 5 chẳng hạn, hay là như vừa rồi là Giá Như. Thì mình cứ hoạt động thôi, rồi sẽ có một ngày mà mọi thứ tuyệt vời nó đến với mình nếu như mình thực sự có tâm với nghề. Quan trọng là nhạc. Anh Toliver luôn luôn nói với Subin là nếu như mình ngừng làm nhạc ấy, lúc đấy mới là cái lúc báo hiệu cái sự nguy hiểm của cái sự nghiệp của mình. Còn nếu như mình vẫn tiếp tục hoạt động, mình vẫn làm nhạc, mình vẫn ra nhạc. Ở trong suốt thời gian vừa qua thì chưa một năm nào là Subin không ra nhạc cả. Nên là mình vẫn tự tin là mình, cái tên mình nó vẫn sẽ nằm đấy thôi. Và mọi người vẫn sẽ có những người yêu thích và đánh giá thực sự khách quan về cái vị trí của mình. Đó thì với cái album Bật Nó Lên vừa rồi, nó cũng như là một cái để tri ân cho bản thân mình trong suốt 10 năm qua. Có những cái mình giấu ở trong lòng, hay là những cái về tâm tư, về suy nghĩ, về cảm xúc thì mình đều gửi gắm ở trong cái album này, kể cả về chất, cái chất hay là cái tính nghệ sĩ của mình ở trong mình thì nó đều được bộc lộ ở trong cái album này. Mình không nói về cái concept kiểu nó quá xa vời, thì mình cũng có trả lời với rất nhiều người là đây là một cái album mình làm để cho mình. Còn sau đó thì bắt đầu mình mới tính tiếp là có thể là năm sau mình sẽ ra thêm một EP hoặc là một album nữa để mình sẽ đào sâu hơn về những cái khán giả muốn hay là như thế nào đấy. Còn album này là mình muốn kiểu mình cứ xóa đi ấy. Kiểu mình cứ xóa đi, mình cứ làm những cái gì mình thích đi, xong rồi sau đấy mình tính tiếp. Mình thích làm nghệ thuật như thế hơn là phải gò ép trong một cái con đường khôn khổ là ví dụ ông muốn nổi tiếng thì ông phải như thế này, ông muốn có bài hit hay là ông muốn tên tuổi ông luôn luôn ở trên top thì ông phải như thế này. Thì đấy không phải là cách mình làm nghề. Mình muốn làm nghề một cách tự do, mình muốn làm nghề một cách được là chính mình ấy. Thì sau này khi mà 40-50 tuổi mình về mình xem lại những cái album, hay là mình về mình xem lại những cái bài hát, hay là những cái trả lời phỏng vấn hay những cái gì đấy, mình vẫn luôn luôn cảm thấy mình được là mình và Subin vẫn là được nhiều người yêu mến, bởi vì mình không phải diễn,
mình không giả tạo với bất cứ ai, hay cả là với chính bản thân mình. Đó chính là đa năng, đó chính là cảm xúc, đó chính là khó hát theo. Thì nó cũng là một cái fact thật mà, tại vì dạo gần đây mình nghe thấy mọi người nói về cái đấy rất là nhiều, thì mình nghiệm lại mình cũng thấy đúng, kiểu cũng khá là khó để hát theo những bài hát của mình với cái kiểu hát của mình, nó thành một cái signature rồi ấy. Thì nó cũng là một cái hay mà, kiểu đâu phải là những cái bài hát nó dễ nghe hay là dễ hát quá thì nó mới touching được khán giả đâu. Ví dụ những bài hát khó nhưng mà mọi người nghe mọi người vẫn cảm được nhưng mà mọi người lại không hát theo được thì nó cũng là một cái khá là funny, mình nghĩ thế. Không, kiểu nó là một cái tự nhiên thôi ấy. Khi mà mình viết những cái bài hát đấy nó là cái ngẫu hứng ấy, mình cũng không có tính trước là thực ra là cũng có tính toán nhưng mà nó không đến mức được là biết được là khán giả người ta hát theo thì nó bị quá là khó khăn hay như nào đó. Kiểu mình cứ thả lòng và mình cứ viết theo cái cảm xúc của mình lúc ấy thôi, xong rồi đến lúc mà ra mắt rồi thì thấy mọi người bảo là ôi sao khó hát thế, thì lúc đấy mình ồ thôi được rồi, để những bài sau mình viết dễ hơn, kiểu thế. Anh Slim chỉ bảo là Sumi đi thi thôi, tại vì lúc đầu mình không định thi, lúc đầu mình là người đồng ý cuối cùng trong SS để tham gia chương trình này. Mình lúc đấy mình khá là rụt rè về việc là tham gia, tại vì mình cũng có nói là mình chưa tìm được mục đích để mình tham gia ấy. Thì anh Slimy cũng có nói chuyện và nói với mình rất là nhiều thứ và mình cũng muốn giữ bí mật cho hai anh em, và kiểu anh ấy động viên và nghĩ là đây là một cái chương trình mà nó rất hợp và nó là cái show được những cái thế mạnh của mình ra. Thì mình suy nghĩ rất là nhiều về những lời anh Slimy nói, thì mình cuối cùng mình cũng đồng ý mình tham gia. Anh Tuliver cũng thế, đấy là hai cái người mà như kiểu hai người thầy của mình ấy. Mỗi lần mà mình kiểu cảm thấy mình bị khó xử hay là mình bị stuck ở đâu khó quyết định thì mình thường là mình hỏi hai anh. Mỗi anh sẽ có một cái góc nhìn khác nhau để mà mình kiểu lựa chọn ấy. Nhưng mà thường là những cái người mà có kinh nghiệm như vậy thì họ nhìn được rất là xa. Nhiều lúc mình hay bị ở đây, hay là mình đặt vào cái trường hợp mình là cái người đi thi, thì mình sẽ khó biết được những cái mà sau đấy nó sẽ như thế nào. Nhưng mà các anh đứng ở ngoài và các anh đã có kiểu kinh nghiệm các thứ ấy nọ rồi thì người ta sẽ cho mình những cái lời khuyên rất là khách quan để mà mình quyết định là mình có nên đi thi hay không. Đó. Mình cũng biết cái điều đấy chứ. Kiểu mấy anh em cũng hay nói đùa với nhau đi thi thế này khán giả chửi chết, tại vì nhiều anh em trong SS đi thi quá. Nhưng mà cái sự thật ở đây ấy là SS là một tổ chức, Space Speakers là một tổ chức mà bọn mình để cao cái việc nghiêm túc cũng như là cái uy tín là quan trọng nhất. Khi mà SS đồng ý để cho những thành viên của SS tham gia vào một chương trình thì đồng nghĩa việc là bọn mình cũng rất sợ những cái điều tiếng tai tiếng đến với cả chương trình mà lẫn cả cái tổ chức của mình luôn. Thế nên là anh em đều nói với nhau là mình sẽ phải làm mọi cách để cho một cái cuộc chơi nó thực sự fair với tất cả mọi người. Từ anh Vịnh cho đến bốn anh em tham gia trong chương trình này đều phải thi và hoạt động một cách nghiêm túc và không có sự ưu ái gì ở đây, để mọi người thấy được cái tài năng thực sự của từng người ấy. Chứ còn nếu mà mình có sự ưu ái hay là như thế nào đấy thì mình nghĩ là một chương trình game show nó sẽ không thể nào mà giấu giếm được việc đấy. Nó sẽ chắc chắn có ngày nó sẽ phải bị lộ ra cái việc ưu ái hay như thế nào đấy. Và nếu như khán giả xem trên truyền hình, người ta cũng sẽ rất là tinh. Ở thế hệ bây giờ thì người ta cũng sẽ rất là tinh để người ta nhìn ra được là có sự ưu ái hay không. Như mọi người cũng đã xem những tập đầu tiên thì mọi người thấy cái chất lượng của chương trình nó được đảm bảo ở mức rất là cân bằng. Và ai cũng sẽ có đất để tỏa sáng và ai cũng sẽ có cái spotlight của chính mình. Nên là Sumin nghĩ là cái việc ưu ái hay là như thế nào đấy thì hoàn toàn là rất là khó.
Tại vì bây giờ UI thì cũng không biết UI kiểu gì. Tại vì nó là hoạt động nhóm chứ không phải là có thi solo. Nếu mà thi solo thì maybe là còn có thể support được này nọ, nhưng mà đây là thi nhóm ấy, nên là mình nghĩ là sẽ rất là khó để có thể có sự yêu ái nào quá đặc biệt cho bất cứ một ai. Với cả SS cũng muốn là chương trình thành công ấy, thì mình mới thành công, nên là thực sự nghiêm túc tham gia để tất cả các anh tài đều tỏa sáng, thì đó mới là cái mà bọn mình muốn hướng đến. Mẹ mình thì bất cứ một chương trình gì mình tham gia mà có thể xem được ấy, là mẹ luôn luôn trực chờ để mẹ xem và xem con mình diễn như thế nào, rồi thi ra làm sao. Mẹ mình có một cái khá là buồn cười, là chính là rất là tự tin về con trai mình. Ý là không cần biết là mình như nào, nhưng mà mẹ cứ mặc định là mình sẽ làm tốt mọi thứ ấy, nên là mình hay trêu là sao mẹ tự tin về con trai mẹ quá, hay trêu lắm. Thì nói chung là mẹ mình thì kiểu ở cũng là một người thế hệ trước. Mình hát những cái nhạc bây giờ thì những cái bài tình cảm sướt mướt thì mẹ mình cũng ngấm lắm, nhưng mà những bài mà giật tóc móc mắt giật đùng đùng thì mẹ mình không hiểu gì đâu, thì nó cũng là khác biệt thế hệ thôi. Nên mình cũng ít khi mà mình nói về những cái bài hát của mình cho mẹ mình á. Kiểu thỉnh thoảng có những cái bài mà nó thực sự nó nổi bật lên, như kiểu Giá Như hay là The Player hay là Tháng Năm, thì mẹ mình rất là thuộc biết đấy. Nhưng mà mẹ mình thì lại thuộc thế hệ trước, nên là mẹ mình chỉ thích Anh Bằng Kiều đấy, rồi Ai Ta, Anh Tự Long, đó là những người mà mẹ anh rất là thích, yêu thích. Và kiểu mình cũng muốn là sẽ có một công nào đấy mình có thể đón mẹ mình vào đây để xem các anh diễn trực tiếp ở đây, thì đó là một điều tuyệt vời. Thì trước lúc mà mình quay thì mình cũng đặt rất là nhiều câu hỏi với các anh, là không biết là các anh ở ngoài như nào, sống với các anh ra làm sao, ở gần các anh thì nó có khác gì so với lúc anh trên hình không. Mình cũng là một fan, mình cũng là một kiểu một người gọi là các anh như là một cái thời tuổi thơ của mình ấy. Thì nói chung là khi mà tiếp xúc rồi thì mình thấy là các anh rất là đáng yêu, rất là dễ gần, là những người giỏi nhưng mà kiểu rất là humble ấy, rất là kiểu khiêm tốn ấy. Mình cảm thấy mình học được của các anh rất là nhiều qua những cái buổi nói chuyện, ngồi nói chuyện phiếm hay là ngồi ăn uống hay là như nào đấy. Cứ ngồi nghe các anh nói là mình cảm thấy yêu cái nghề này hơn. Các anh đã trải qua hai mấy ba mấy năm nhưng mà các anh vẫn tiếp tục với cái ngọn lửa đấy để làm nghề và truyền lại cái năng lượng đấy cho thế hệ đằng sau. Thì mình như là một cái thế hệ tiếp theo của các anh, mình cũng vẫn sẽ phải cố gắng để giữ cái lửa đấy cho các cái thế hệ đàn em nữa. Đấy, đây là một người mà hay phá đám nhất trong chương trình mà mình từng biết, anh Quốc Thiên. Mình muốn là sau khi mà mình về sau này mình có cái độ tuổi như các anh ấy, mình cũng vẫn sẽ hoạt động, mình vẫn sẽ kiểu còn cái lửa như các anh như bây giờ ấy. Thì đấy là cái mình thực sự mình mong muốn. Mình không muốn mình giải nghệ trước 50 tuổi. Kiểu cũng muốn là sau 50, 51, 52 gì đấy, lúc đấy bắt đầu mình mới giải nghệ, nhưng mà trước đấy thì chưa nghĩ đến chuyện đấy. Tại vì nhìn các anh làm nghề như bây giờ mình vẫn thấy một sự hăng say, tuy là nó không còn được như cái thời trẻ như hai mấy, 30 nữa, nhưng mà ở đấy nó có một cái sự đẳng cấp ấy. Nó đẳng cấp lắm, kiểu mình xem mình bị cuốn theo ấy. Tại vì cái thời của mình với cả các anh thì đúng là nó có chênh nhau thật, nhưng mà nó cũng không quá là xa như các bạn Gen Z bây giờ. Nó vẫn ở cái thời hồi nhỏ mà mình xem được, nên là cái thời đỉnh cao của các anh ấy thì là hồi nhỏ mình vẫn còn xem được, nên là mình được học hỏi rất là nhiều. Và nghe các anh nói về cả cái quãng đời các anh làm nghề thì mình mới thấy là mình cũng mới chỉ được một phần hai của các anh, mình còn cả một phần hai quãng đường về làm nghề nữa ấy.
mình được tiếp thêm sức mạnh để mình tin là nếu như mà mình có bị một lúc nào đó mình bị chán hay là mình bị như nào đấy thì mình cũng sẽ nghĩ đến lúc mà như thế này, những lúc bắt đầu để mà mình tiếp tục cố gắng. Ấn tượng, mình ấn tượng với tờ Linh, mình ấn tượng với Grant Evans, Grady. Mình thì mình thấy Grant Evans như là một phiên bản nâng cấp, kiểu upgrade lên gấp nhiều lần của mình so với ngày xưa ấy. Mình rất là thích cậu ấy, rất là giỏi. Tờ Linh thì nó gọi là của hiếm ấy. Mình nghĩ bao nhiêu năm thì Việt Nam mới sản sinh ra một nữ nghệ sĩ mà nó chất như vậy. Mình không có kiểu như là quá là sát sao để theo dõi Tờ Linh, nhưng mà mình chỉ nhìn qua những cái sản phẩm của Tờ Linh thì mình thấy là những cái gì mà nó trendy, cũng như là những cái mà mình hiểu được ra là Tờ Linh cái thế hệ nghệ sĩ bây giờ người ta đang suy nghĩ cái gì qua âm nhạc đó. Họ thể hiện cái tôi của họ qua âm nhạc, họ thể hiện cái mindset của họ qua âm nhạc, họ thể hiện cái chứng kiến của họ qua âm nhạc, cái góc nhìn của họ về bất kỳ một sự vật sự việc nào trên cuộc đời này qua âm nhạc. Mình thấy nó khác đấy. Như mình ví dụ mình nghe nhạc 8x ngày xưa đi, cái lời ca tiếng hát hồi đó nó cũng rất là khác, xong đến cái thời của mình nó cũng khác, và đến bây giờ là thời của Tờ Linh nó cũng rất khác. Nếu như bạn tinh ý thì chắc chắn là bạn sẽ nhận ra cái điều đấy, cái cách mà bạn triển khai một bài hát, cách viết, cách nhả chữ, kể cả cách hát luôn, là mọi thứ nó sẽ khác qua từng thời kỳ. Thì nó là cái nét đặc trưng của cái sự chuyển giao thế hệ. Mình cũng rất vui về cái, tất nhiên là mỗi một thời nó phải càng ngày nó càng upgrade lên, chứ không thể nào mà nó cứ mãi mãi nó nằm ở một chỗ như thế được. Thì rất là tuyệt vời, ở Việt Nam cũng đang có một vài bạn trẻ cũng như là nhân tố rất là nhanh nhạy trong việc là những cái ca khúc mà bắt trend về style nhạc hay là cách hát hay là viết lời, thì nó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng ở Việt Nam. Mình chả dám khuyên gì, mình chả dám khuyên gì cả, là vì mọi người đều giỏi hết và mọi người đều có cái sự gọi là gì nhỉ, tiếp nhận những cái tinh túy của âm nhạc nó sớm, từ sớm rồi. Các bạn trẻ bây giờ nổi tiếng rất là sớm và có những công cụ cũng như là những cái hỗ trợ để các bạn có thể tiếp cận đến khán giả nó dễ dàng, nó tiện hơn so với cái thời của mình rất là nhiều. Đó, những cái công cụ đấy kiểu mạng xã hội hay là tất cả mọi thứ, thì mình nghĩ là nếu mà có khuyên thì mình chỉ khuyên là các bạn hãy giữ mình thôi. Tại vì cái ngành này nó nổi tiếng được thì cũng nhờ rất là nhiều yếu tố, may mắn có, tài năng có, sự yêu thương của khán giả cũng có, rồi để mà trở thành một người nổi tiếng và được nhiều người biết đến, hay đôi khi nó trở thành một ngôi sao, thì đấy có rất nhiều yếu tố để mà có thể làm được. Nhưng mà cái quan trọng là phải giữ được mình. Cái đấy là cái mà mình đúc kết từ bản thân mình, từ bao nhiêu năm làm nghề hay như nào đấy, và mình cũng nhìn tấm gương của rất là nhiều người làm về nghệ thuật ở Việt Nam hay cả trên thế giới. Thì cái việc giữ mình là cái việc rất là quan trọng. Nếu như bạn không kiểm soát được cái mọi thứ của bản thân mình, từ tính cách cho đến lối sống hay đến cách làm nghề, cách làm nhạc, thì nó sẽ khó thể có thể tồn tại được lâu. Nếu như bạn muốn đi thật xa trên con đường này thì bạn phải học cách giữ mình.